Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin kiều hối đổ về ào ạt, Đảng mở cờ trong bụng. Mặc dù đại dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành khắp nơi trên thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu, nhưng dường như lại không tác động nhiều đến lượng kiều hối từ người Việt Nam ở nước ngoài gửi về trong nước. Việt Nam tiếp tục thuộc top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới trong năm 2020. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào hôm 18 tháng 1 cũng loan tin người Việt Nam ở nước ngoài trong 10 tháng đầu năm 2020 đã gửi về nước tổng cộng tới 15,7 tỷ đô la, thấp hơn 7% so với năm trước. Đó, nhưng số tiền này cũng đủ để giúp Việt Nam duy trì tên trong danh sách các nước nhận kiều hối nhiều nhất trong năm 2020. Đây là hình ảnh biểu đồ của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam vẫn nằm trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất trong năm 2020. Một số liệu khác mới được công bố đầu tháng 2 gây sự chú ý cho dư luận là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho hay chỉ trong năm 2020, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng về Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 6,1 tỷ đô la, tăng 600 triệu đô la so với năm ngoái, mặc dù cả thế giới đang gặp khó khăn trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, người Việt Nam ở Mỹ đã chuyển tiền về Sài Gòn nhiều nhất, kể đến là châu Âu, Úc và Đài Loan. Tin cũng cho biết, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh trung bình hàng năm thường chiếm khoảng 30-40% tổng số kiều hối cả nước. Lượng tiền gửi về Việt Nam liên tục tăng từ năm 2010. 71 tỷ đô la là tổng số tiền kiều hối đã gửi về Việt Nam chỉ trong vòng 5 năm qua, tăng trưởng trung bình khoảng 6% mỗi năm. Trong đó, năm 2019 đạt kỷ lục tới 16,7 tỷ đô la. Khoảng 60% kiều hối của Việt Nam được chuyển từ Mỹ, chiếm trung bình khoảng 4% GDP, tổng sản phẩm thu nhập của Việt Nam. Việt Nam là nước nhận kiều hối lớn thứ 9 trên thế giới trong năm 2020 và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau Trung Quốc và Philippines. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, khi trả lời đài FA vào hôm 10 tháng 2, nhận định như sau. Tôi nghĩ điều đấy, tức là kiều hối tăng dù có dịch bệnh, thể hiện tình đồng bào, tình quê hương và sự chia sẻ giữa người Việt Nam ở nước ngoài với người ở trong nước. Người Việt Nam ở nước ngoài mặc dù có khó khăn, nhưng tôi thấy vẫn nghĩ về quê hương, nghĩ về đồng bào ở trong nước và tìm cách đóng góp. Tôi thấy đấy là một trong các tài sản quý của dân tộc Việt Nam và chúng ta phải cố gắng gìn giữ và phát triển tình cảm đó của kiều bào. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi được báo chí trong nước trích lời phát biểu như sau. Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài theo sự nghiệp phát triển đất nước là mục tiêu quan trọng trong công tác đối với kiều bào. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi. Ông Khôi cũng thừa nhận dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hoành hành trên thế giới trong năm vừa qua đã ảnh hưởng đến lượng kiều hối gửi về Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết trong năm 2020, người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp và chuyển về nhiều thiết bị vật tư y tế và khoảng 37 tỷ đồng để hỗ trợ người dân trong nước chống dịch. Theo Thứ trưởng Đặng Minh Khôi, hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có một số lượng lớn người Việt sống ở Hoa Kỳ. Kiều hối là một nguồn tiền vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế của Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng độc lập với hơn 30 năm kinh nghiệm, làm trong ngành tài chính ngân hàng tại Mỹ, Đức và Việt Nam, đã đưa ra nhận định như sau. Trong những nguồn ngoại tệ để vào Việt Nam có vốn vay ODA, vốn vay từ các tổ chức tài chính quốc tế, tư nhân, kiều hối và xuất khẩu. Trong đó có lẽ kiều hối là quan trọng nhất. Nguồn kiều hối đến Việt Nam có thể coi như là một số tiền cho không từ kiều bào nước ngoài và những người đi lao động ở nước ngoài. Nó không như các nguồn vốn vay ODA, vì Việt Nam đã gia nhập vào các nước có thu nhập trung bình, nên nguồn vốn vay ODA không còn được ưu đãi như ngày xưa. Có nghĩa là lãi suất cao hơn trước, chưa kể vốn ODA và vốn vay khác là vốn vay, thành ra phải trả nợ. Còn nguồn ngoại tệ từ xuất nhập khẩu có được là do bán hàng cho nước ngoài, thành ra chỉ có kiều hối là một chiều, tức là cho không và thường không phải vốn vay.
kiều bào và người lao động ở nước ngoài gửi tiền về cho người thân và thường không có một điều kiện gì. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng đánh giá cao nguồn tiền tệ cho Việt Nam từ kiều hối khi phân tích như sau. Kiều hối là nguồn bổ sung cho nguồn ngoại tệ của Việt Nam. Trong tình hình kinh tế thế giới suy thoái rất nặng và gặp khó khăn thì Việt Nam rất cần nguồn ngoại tệ để có thể đảm bảo nhu cầu nhập khẩu của mình. Vì vậy cho nên mỗi đồng ngoại tệ của kiều bào gửi về là điều rất đáng quý và rất đáng trân trọng. Tôi đánh giá rất cao về việc có một nguồn ngoại tệ bổ sung cho thanh toán quốc tế của Việt Nam. Được biết, để khơi thông dòng tiền này ngày một nhiều ra thì từ năm 2004, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động tiềm lực kinh tế và trí thức từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà Việt Nam gọi là khúc ruột ngàn dặm. Đây là hình ảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 45 CTTV vào ngày 19 tháng 5 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thúc đẩy làm mạnh thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị khóa 9 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao chủ trì vào hôm 27 tháng 11 năm 2020 ở Hà Nội. Hiện còn có một số lượng đông đảo người Việt định cư ở nước ngoài, chủ yếu là từ sau cuộc chiến năm 1975, khi hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi, trốn chạy khỏi chủ nghĩa cộng sản để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Từ năm 1990 cho đến năm 2015, theo số liệu của Tổ chức Di trú Quốc tế, đã có khoảng hơn 2,5 triệu người Việt Nam di cư từ Việt Nam ra nước ngoài. Trung bình mỗi năm có khoảng gần 100.000 người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Đích đến của người Việt chủ yếu là các nước phát triển ở châu Âu, Mỹ và Úc. Trong năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt hơn 150.000 lao động. Với năm 2020, theo Cục Quản lý Lao động nước ngoài, mục tiêu đặt ra là đưa được 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao và ổn định. Tuy nhiên, mục tiêu này đã không như mong muốn của chính phủ Việt Nam do tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra ác liệt khắp nơi trên thế giới và ngay cả Việt Nam cũng đang bùng phát. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cũng phân tích về chính sách kiều hối của Việt Nam như sau. Chính phủ Việt Nam từ sau bao nhiêu năm nay đã có chính sách ưu tiên cho kiều hối. Trước nhất là nguồn kiều hối không phải trả thuế. Ngược lại với một số khác như Mỹ, nếu tôi nhận tiền từ nước ngoài thì tôi phải trả thuế thu nhập. Đồng thời, người nhận kiều hối ở Việt Nam có thể giữ đồng ngoại tệ gửi về. Ví dụ, họ có thể giữ US đô la tiền mặt ở nhà hoặc gửi vào các tài khoản đô la ở ngân hàng. Tất cả những chính sách đó tạo ra sự thuận lợi dễ dàng trong việc nhận tiền từ nước ngoài. Ngoài ra, chính phủ cũng không giới hạn một người có thể nhận được bao nhiêu kiều hối tối đa. Tuy nhiên, nếu giữ US đô la ở nhà thì người nhận theo quy định không thể thanh toán ở ngoài mà phải đổi ra tiền đồng Việt Nam. Khi đổi thì phải đến điểm kinh doanh ngoại tệ được phép của ngân hàng nhà nước. Theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, trên nguyên tắc thì quy định thu đổi ngoại tệ của Việt Nam là phù hợp vì nếu đổi ở tiệm vàng hay đổi chui ở chợ đen thì sẽ có ảnh hưởng đến quy định về quản lý ngoại hối của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng nhận xét cách tiếp cận nguồn ngoại tệ từ kiều hối của Việt Nam ở trong nước là chỉ lưu hành đồng Việt Nam, còn kiều hối chuyển về thì tùy theo người nhận có thể để trong tài khoản với hình thức là đồng ngoại tệ, nhưng cũng có thể được chuyển đổi theo tỷ giá của thị trường, làm phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay. Nhiều người cũng cho rằng mặt tích cực của kiều hối là có thể giúp ngay trước mắt cho người thân. Tuy nhiên, có những mặt trái như nguồn tiền không được chi dùng hợp lý, thậm chí có tâm lý ỷ lại hoặc xuất khẩu lao động phổ thông dẫn đến phát triển không bền vững. Vấn đề giúp con cá để ăn khi đói và giúp chiếc cần câu để tự kiếm sống lâu dài còn là một bài toán khó đối với Việt Nam. Bên cạnh thực trạng là kiều hối liên tục đổ vào Việt Nam trong những năm qua, thì cũng cần ghi nhận tình trạng làn sóng di cư theo diện cao cấp của thành phần trung lưu ở Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh sau năm 1975, người Việt Nam đã gây chấn động thế giới khi phải lênh đênh trên những con thuyền thô sơ để trốn chạy khỏi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tìm kiếm cuộc sống tự do ở những vùng đất mới. Tài khoản Facebook của Nguyễn Thị Oanh từng viết một bài với mang tựa đề Ly Hương sự lựa chọn nghiệt ngã đã từng làm dậy sóng cộng đồng mạng để phản ánh một thực tế đáng buồn của đất nước Việt Nam. Bà chia sẻ, thật chua chát khi hơn 40 năm sau ngày 30 tháng 4 1975, ký ức thuyền nhân lại trở về dưới một dạng khác. Lần này, các thuyền nhân ra đi không phải trong tâm thế trốn chạy, hoảng loạn, vội vã mà được cân nhắc, chuẩn bị cẩn thận. Không phải trên những chiếc thuyền lênh đênh, đầy bất trắc mà là trên những
chuyến bay tiện nghi, an toàn, không phải lén lút vô định mà công khai và được chuẩn bị sẵn mọi thứ cho đến khi cầm visa trong tay mới lên đường. Các công ty tư vấn nhập cư dạo này cũng nhan nhản khắp nơi với những chương trình mời gọi đi định cư tại châu Âu, Mỹ, Canada, Úc. Giờ gặp nhau người ta hỏi thăm là đã có thẻ xanh hay chưa của nước nọ nước kia như một điều bình thường. Người có tài thì tìm đường đi theo dạng doanh nhân hoặc khởi nghiệp. Người có tiền thì bỏ tiền ra mua quốc tịch hoặc thẻ xanh cho nhanh. Người ít cả tiền và tài thì hy vọng kiếm được một suất đi lao động ở nước ngoài rồi tìm đường ở lại bằng đủ cách. Lớp trẻ đi du học hầu hết cũng không muốn trở về quê hương. Vào năm 2014, báo chí thông tin có 12 trên tổng số 13 quán quân của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia không trở về nước sau khi kết thúc thời gian du học ở Úc với học bổng toàn phần của người chiến thắng trong cuộc đua. Còn số đó đến nay chắc chắn đã tăng thêm sau 4 năm. Vào tháng 7 năm 2017, Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ công bố báo cáo hàng năm cho thấy Việt Nam đứng trong top 10 nước hàng đầu mua nhà tại Mỹ. Trả lời đài BBC tại London, tổ chức này cho biết chỉ trong thời gian từ tháng 4 năm 2016 cho đến tháng 3 năm 2017, công dân Việt Nam đã mua bất động sản tại Mỹ trị giá lên tới 3,06 tỷ đô la. Đó là tính số tiền chuyển để mua nhà tại Mỹ, chứ chưa tính vào các nước khác và tất nhiên đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Đất nước như một bao gạo bị thủng để trí lực, tài lực cứ chảy dần ra nước ngoài cho đến khi rỗng ruột. Quê hương chôn rau cắt rốn ở đây mà dường như chỉ là chốn rừng chân tạm bợ với nhiều người Việt Nam bây giờ. Và làm sao có thể trách em tôi cũng như hàng triệu người dân khác đã và đang tính bỏ nước ra đi. Đây là hình ảnh hội nghị Thành Đô vào ngày 3 tháng 9 năm 1990 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, được dư luận trong nước gọi là hội nghị bán nước. Bởi cái lý do vì tương lai con em nghe nhẹ bâng vậy mà chịu nặng quá chừng, sự lo toan và sự hy sinh vô bờ cho con cái vốn là nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Những bậc cha mẹ thuộc nhiều thế hệ đã trải qua các cuộc chiến tranh trên đất nước nhỏ bé này. Càng khổ cực nhiều ở đời mình để càng thấm thía sâu sắc ước mơ về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho đời con cháu. Nhưng nỗi lo bây giờ không còn là chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày cho phần con như trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng vì chiến tranh và sự mong muộn. Nỗi lo bây giờ là về chất lượng cuộc sống, nhu cầu của phần người. Có thể nào sống yên khi môi trường bị phá hoại tàn khốc, tài nguyên đất nước thì bị khai thác với cạn kiệt, thực phẩm bẩn tràn lan khắp nơi và tham nhũng thì nhiễm dịch bệnh hoành hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Có thể nào sống hạnh phúc khi nền giáo dục và y tế ngày càng xuống cấp, các phúc lợi xã hội không chỉ kém về chất lượng mà còn tiếp tục giảm sút và các giá trị văn hóa, đạo đức thì bị tha hóa và đảo lộn. Và bây giờ khi bước ra đường là thấy lo nạn cướp giật, móc túi, lo tai nạn giao thông, lo ăn uống bị ngộ độc thực phẩm, lo hít khói bụi bị ung thư, lo bị bọn trẻ bị dụ dỗ sa vào ma túy hoặc bị xâm hại, bắt cóc. Cứ thế mà ngút ngát triền miên. Thà chỉ lo cơm áo như ngày xưa còn dễ hơn bội phần. Xã hội càng bất ổn, lòng người càng bất an. Làm sao có thể yên tâm để con cái lớn lên trong một môi trường sống đến như vậy? Chưa kể, những lời đồn đoán về một tương lai xám xịt của đất nước gắn với những thỏa thuận của Việt Nam và Trung Quốc trong hội nghị Thành Đô vào năm 1990 cũng là một trong những nguyên nhân gây hoang mang, khiến cho nhiều người phải tính đường tháo chạy trước. 28 năm qua, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam vẫn giữ bí mật, nhất quyết không công khai những nội dung đã ký kết với Đảng Cộng sản và Nhà nước của Trung Quốc trong hội nghị Thành Đô. Vì thế, những đồn đại càng ngày càng lan rộng và bất chấp mọi nỗ lực an dân của chính quyền. Và dù đã bước sang thế kỷ thứ 21, thế nhưng Nhà nước Việt Nam vẫn chủ trương quản lý định hướng về tư tưởng và bưng bít thông tin không khác gì ở trong thế kỷ trước. Hôm biết tin Quốc hội đã thông qua luật an ninh mạng, một người quen của tôi đã từng tiến sĩ trong lĩnh vực tài chính, từng hăm hở từ Mỹ trở về cách đây 10 năm ngậm ngùi chia sẻ. Em đã hoàn tất thủ tục cho cả gia đình trở lại Mỹ cách đây mấy tháng, nhưng vẫn còn cố nấn ná. Giờ thì phải ra đi thôi chị ạ, không thể để bọn trẻ lớn lên trong bầu không khí ngày càng ngột ngạt thế này. Và với một thể chế độc tài độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì dường như người Việt Nam sẽ ngày càng rời đi. Và kiều hối cũng vì thế mà sẽ được gửi về nhiều trong nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021 với bản tin Kiều hối đổ về ảo ạt,
đảng mở cờ trong bụng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.